Cửa hàng Trồng Sen xin mến chào quý đại gia đình ạ. Chúc quý đại gia đình dồi dào sức khỏe, các bác nông dân được mùa bội thu, các anh thì làm ăn phát tài phát lộc, buôn mai bán đất nha mấy anh. Nay sang về được một con Komatsu G451, đó hàng sách tay thẳng bên Nhật về nha cả nhà. Đây tem phiếu rõ ràng nha. Hàng sang thì minh bạch ha. Con này thì thiếu xích nên sang cuối clip sang sẽ lên xích 91 ghim cho cả nhà mình luôn ha, xịn luôn á. Rồi bây giờ sang sẽ tiến hành cắt bọc ra nè. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Sang ha. Và thấy con máy này đẹp quá thì like cho Sang một like nha. Và Sang cũng nói cho khách hàng biết luôn, hàng của Sang thì nguyên đai nguyên kiện nhập về ha. Đây là video chi tiết thực tế chứng minh con máy ha. Và cảm mời cả nhà xem tới cuối video để đánh giá được cái phần trăm nó của con máy này nó đẹp như thế nào, tự mình đánh giá nha cả nhà. Sang cũng nói cho cả nhà biết luôn là trăm nghe thì không bằng một thấy nha cả nhà. Đó, mà chăm thấy không bằng một sợ. Nếu sợ con này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang để sở hữu con máy này. Rồi bây giờ mời đại gia đình mình xem video chi tiết sau khi Sang đã vệ sinh xong nha. Mời cả nhà cùng xem. Như cả nhà đã thấy trên màn hình, đây là tất cả các bộ phận linh kiện chính của con Komatsu G451 Sang cắt bọc hôm nay nha. Con này thì Sang được biết thì nhiều rất là nhiều anh đang săn đón của nó, con G451 này ha. Sang hy vọng mấy anh được xem được chi tiết từng bộ phận của con Komatsu G451 này để mình đánh giá được con máy cái đồ đẹp nó như thế nào ha. Rồi đầu tiên hết thì Sang sẽ cho cả nhà xem. Đây là bình xăng One Pro ha. Đây One Pro. Bình xăng Gin ha, One Pro da băng ha. Đây. Bình này thương hiệu khá là nổi tiếng cho tất cả các dòng máy cưa. Đó, và tất cả các dòng máy cỏ nha. Chạy rất là bền, ít ăn xăng ha, ngại nổ, ít hư hỏng giặt. Đây là dàn áo, đây là dàn áo gió nè ha, Komatsu Gin nha. Đây da băng nha. Dàn áo này sau khi vệ sinh lên thì nó còn rất là đẹp, khỏi xài từ là rất là đẹp nha. Con máy cũng vậy ha, con máy còn rất là mới. Đây là phần chụp giật, như cái nhà đã biết ha, G451 tem xanh, đời này là đời cao. Đó, chạy khá là phao để tua nhanh đó. Đây Gin nha, Gin Hon da băng. Rồi tới đây tiếp tục, đây là phần chụp lam. Đây Gin Hon da băng nằm góc này để sẵn lấy nét lại cho cả nhà mình xem đó ha. Phá xích vẫn còn nha, phá xích vẫn còn. Và bây giờ Sang sẽ cho cả nhà xem bộ phận chính của con Komatsu G451 hôm nay ha. Đây như cả nhà thấy trên màn hình nó còn rất là đẹp ha. Nè ốc nè, đó, ốc qua lăng còn nè, vàng khè luôn ha. Con máy này theo Sang được biết thì nó rất là ít sử dụng, tại vì sao ạ? Tại vì trái bê tông của nó còn văn ngang. Rồi bây giờ Sang sẽ cho cả nhà xem trái bê tông của máy. Đây nha cả nhà, phần ngang của máy nè, bê tông còn cực đẹp luôn, đó, còn sáng hới luôn nha. Bê tông văn, bê tông còn, máy này thì quá đẹp rồi nha cả nhà. Ủa, bê tông trắng mà văn ngang nó còn luôn nha. Đó, ai chốt con này thì quá whip ha. Vừa qua thì cả nhà đã xem được trái bê tông ha. Đây là mặt trước nha. Nó có khuyết điểm nhẹ nè, nó hơi nứt chỗ này một cái ha, nhưng mà không ảnh hưởng gì về máy nha, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, nó chỉ bị nứt chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì về phần lốc máy hoặc là phần gì hết. Đâu đó Sang, hàng của Sang thì Sang nói cho rõ. Đó, đây đóng nè ha, Komatsu G451 AVS Made in Japan ha. Đó, chuẩn nha, chuẩn của Nhật. Đây Gin của nó là đã đồng tiền rồi nha cả nhà, nhưng mà xích của nó đang chạy là xích 325 đó. Sang chút xíu nữa Sang ráp vô hoàn thành hết, Sang sẽ tháo ra, tháo cái đồng tiền này nè bỏ ra, Sang sẽ gắn cái đồng tiền 3/8 vô cho mình về xài xích lớn hoặc là xích lỡ ha, cái đó là tùy. Nhưng mà Sang sẽ gắn vô là xích Orion 91 ha, xịn đó. Rồi mình muốn về mình xài hết xích đó, mình muốn gắn Q3, Q6 hoặc là 72 gì vô, cái đó thì tùy ý mình nha. Đó. Còn nhông đồng tiền này, trái nhông trong đây Sang thay ra, Sang sẽ tặng lại cho cả nhà nha. Rồi bây giờ không dài dòng nữa, Sang mời đại gia đình mình cùng Sang ghép con máy này ha. Và đặc biệt con này là tem nhôm nha cả nhà, tem chỗ này là tem nhôm nha, chứ không phải là tem giấy dán nha. Đây ha, dòng AVS cực bền nha, 45cc nè nha. Đó, tốc độ đề tua của nó là tới 16.8 m/s, đề tua khá là cao. Bởi dòng này được rất là nhiều anh thợ săn đón ha,
nhưng mà tiếc cái là số lượng nó không có nhiều, Sang chỉ có nhập về một con máy hôm nay thôi, dành cho khách hàng nào mà lẹ tay bấm số điện thoại trên màn hình nằm máy bên tay phải chốt ngay con máy này ha. Rồi bây giờ Sang mời đại gia đình mình cùng Sang gắp con máy này vô ha. Ok, bây giờ Sang mời đại gia đình mình cùng Sang gắp cái chụp giật vô nha cả nhà. Như đầu tiên tất cả con máy ha, Sang gắp chụp giật vô trước vì bộ phận này rất là quan trọng nha. Đó, giờ Sang sẽ tiến hành bắt ốc vô. Cả nhà xem nãy giờ video hấp dẫn quá, nhớ like cho Sang một like nha. Và giới thiệu con máy cưa 451 này với những người mà đang cần con máy cưa. Sang cảm ơn đại gia đình rất là nhiều ạ. Và Sang cũng thông báo ai mà chưa mới xem video Sang lần đầu thì hãy đăng ký kênh và like cho Sang một like để ủng hộ tinh thần của Sang ha. Cố gắng nhập những con máy đẹp nhất có thể gửi đến đại gia đình mình đó, cùng xem chi tiết bộ phận máy và sở hữu một con máy đẹp nhất ha. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành lắp cái bô vô ha. Đó, cái bô thì cũng rất là đơn giản, nó chỉ có hai con ốc trên và hai con ốc dưới thôi nha cả nhà. Gắp rất là nhanh. Rồi, bây giờ Sang sẽ tiến hành gắp rồi mình sang con One Pro này vô. Dòng này thì made in Japan. Đó, thì nói chung thì mấy con máy mà bình xăng One Pro mà của Nhật lắp sản xuất á thì cả nhà cứ yên tâm về cái độ bền nè, tiết kiệm xăng ha. Dòng đó thì nó rất là chuẩn. Bởi vì tất cả các thương hiệu lớn như Itin nè, Shinowa, Komatsu đó, thậm chí sang nhớ không làm là có Humana nữa. Humana cũng đã sử dụng cái dòng bình xăng con của thằng One Pro này ha, thương hiệu khá là nổi tiếng. Giờ Sang đã gắp bình xăng con xong, bây giờ Sang sẽ gắp cái chụp trên vô. Chụp trên gồm có 5 con ốc nha. Gắp cũng rất là mau, rất là lẹ. Mấy cái dòng máy hệ thì cả nhà thấy đó, nó rất là đơn giản, cấu tạo nó rất là đơn giản nhưng mà công suất nó khá là mạnh. Nói về công suất á thì con này là nó 45cc nha cả nhà. Làm gin của nó là 6 tấc. 20 inch là 6 tấc đó. Rồi, bây giờ Sang đã gắp hoàn thành, gắn bô e vô nữa là xong. Bây giờ Sang mời đại gia đình mình nghe tiếng máy của con Komatsu 451 này chạy nha. Xem có cả nhà xem cho Sang một like nha. Như cả nhà đã thấy trên màn hình, đây là con Komatsu G451 sau khi Sang đã hoàn tất cái nhiệm vụ là gắp máy ha. Con máy này vệ sinh lên một cái nó đẹp thiệt, tuyệt vời mặt trời luôn cả nhà. Lam này là lam 20 inch, là lam 6 tấc nè. Xích này là Sang đã đưa lên xích 91 nha. Ô gom 91 xịn nha, chứ không phải là 91 tàu lao nha. Này ha. Đó, lam này là lam Latin, còn rất là dày, lam tản nhiệt, lam gin của nó luôn. Đó, con máy thì nó đẹp gì đâu á. Rồi giờ không dài dòng nữa, Sang sẽ mời đại gia đình mình nghe tiếng nổ của con Komatsu G451 này khi đã nổ rồi như vệ sinh như thế nào ha. Dòng này thì các anh khai thác thì cứ yên tâm ha, sử dụng cực bền luôn. Đó, quá đẹp. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ số điện thoại trên màn hình nằm bên tay phải, gặp trực tiếp Sang chốt ngay con máy này để sở hữu con máy này ha, quá đẹp. Rồi ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cửa hàng ha. Và thấy con máy này quá quýt thì nhớ like cho Sang một like. Sang sẽ cố gắng tìm những con máy đẹp nhất có thể đã qua sử dụng của Nhật gửi đến đại gia đình mình nha. Rồi video Sang đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những video kế tiếp. Bye bye.